này thì mình đã có mặt tại Festival Phở tại thành phố Nam Định nhá. Ở đây đang diễn ra một Festival Phở theo quy mô hoành tráng, rất là đông mọi người. Bây giờ mình sẽ mời mọi người vào xung quanh một chút không khí ở đây nhá. Như ở ngay ở đầu cổng nhà khu vé thì mọi người xếp hàng khá đông. Mình thì tranh thủ đi qua thôi nên là sẽ không có thời gian xếp vé để lấy hàng lấy vé để thưởng thức phở được. Còn nếu như khu vực này là để nhận quà miễn phí ạ. Trên khu sẽ là thương hiệu phải chợ ạ. Đây còn phía bên kia là khu vực phố cổ Hoàn. Bây giờ mình sẽ đến với một cái mô hình cầu ngói ở Hải Anh Hải Hậu. Mình sinh ra lớn lên quê Hải Hậu thì cầu ngói thật thì không lạ gì mình nữa rồi. Ở đây có một mô hình khá là giống, được tái hiện một cách khá tỉ mỉ. Bây giờ mình sẽ ra khu vực chào đón tất cả quý vị đến với Festival Phở 2024 được tổ chức tại thành phố Nam Định xinh đẹp. Và lúc này đây chúng tôi xin chào mời quý vị đến với gian hàng của Chin Châu. Tại đây chúng tôi đang dành cho quý vị rất rất nhiều những món quà miễn phí. Khu sẽ là xe hàng để quà quý vị đồng hành với Chin Châu. Xin mời quý vị cùng đến với Chin Châu. Xin mời đến với đường xuất phẩm. Hôm nay thời tiết hơi mưa một chút. Không được mùi phở không? Vân Phù. Chút nữa mình sẽ qua làng Vân Phù. Phở chim. Phở chim một cái thương hiệu khá nổi tiếng trên Hà Nội. Đây rất chi là thơm mọi người nhé. Khả năng tiếp không được cả thêm một câu phở. Đến đây thưởng thức còn rất là nhiều. Chắc không đi tin về đằng này đâu. À, phở 5.000. À, phở 5.000 một thương hiệu khá nổi tiếng ở Nam Định. À, còn là tinh thần Nam Định Viên Hồng thì biết rồi, phở 5.000. Phở Hà Giang, phở có một màu khá là đặc trưng. À, bên này là nước mắm ạ. Chưa ăn phở thì không thể thiếu được nước mắm nào. Nước mắm đại điểm. Ở đây có rất nhiều các thương hiệu phở đấy. Phở hơn không? Phở xương lạc. Phở xương lạc. Kê khá là lạc. Thơm. Phở. Nếu mà ăn phở thì không thể thiếu được quả. Quả quá đầu tiên. Mọi người đến đây chụp ảnh check in khá là đông. Phở Nguyễn Bính đó. Thương hiệu phở khá nổi tiếng ở trên Hà Nội đó. Cái này quăng quăng rồi. Đâu? Đi phòng đã xem nào đã. Đây. 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 Đây.
tại khách sạn Nam Cường ở đường Đông A, thành phố Nam Định mọi người nhé. Sẽ biểu diễn ra ngày mai nữa, nếu ai sẽ diễn ra hết ngày chủ nhật của tuần này nữa. Nếu ai có điều kiện thì ngày mai lại trở về với thành phố Nam Định với khách sạn Nam Cường để tham dự festival phở được diễn ra trong vòng 3 ngày từ 6 thứ 7 chủ nhật ngày 15, 16, 17 nhé. Và được diễn ra từ hôm qua rồi, thì hôm nay mình có điều kiện đây. Mình sẽ thử đến khu vực phát quà miễn phí nhá, xem thấy có gì hay không, nhưng khả năng sẽ không thể đứng đợi để phát quà được đến lượt đâu. Đây khu vực này, khu vực để nhận về miễn phí ăn phở khá đông, chắc là sẽ không thể xếp hàng rồi. Này thì xếp cả tiếng. Quà chính khu vực đầu tiên là khu vực quý vị chỉ cần có mặt tại đây thôi là đóng dấu mộc là quý vị chúng ta đã có một món quà để mang về rồi. Và khu vực thứ hai sẽ nhiều món quà hơn, đó là khu vực của quý vị chúng ta sẽ chụp hình check in tại các khu vực của photo booth chúng tôi đã chuẩn bị. Sau đó thì quý vị chúng ta có thể đăng ảnh của mình lên Facebook cá nhân với chế độ công khai kèm với hashtag Jinsu, hashtag festival phở để có cơ hội nhận về cho mình rất nhiều những món quà là những bộ dụng cụ miễn phí của Jinsu đã dành đến cho mọi người trong ngày hôm nay. Rất nhiều những quà. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì để có thể mang đến quý vị những món quà tốt nhất cũng như là phục vụ một cách tốt nhất thì rất mong muốn rằng quý vị hỗ trợ ban tổ chức chúng tôi bằng cách là xếp hàng. Vâng ạ. Chúng tôi sẽ chỉ dành tặng quà cho ai xếp hàng ở khu vực này, chúng tôi xếp hàng cho chúng tôi với ạ. Dạ vâng ạ. Các cô, các chú, các bác và quý vị chúng ta có thể xếp hàng giúp chúng tôi để chúng ta sẽ có thể nhận quà không chen lấn xô đẩy, không thò lên trước ạ. Vâng ạ. Đợi đến đúng lượt của mình mới được nhận quà. Vâng ạ. Đợi đến đúng lượt của nhận quà, chúng tôi sẽ không nhận bất cứ một trường hợp nào. Quý vị sẽ trên lần chốt đẩy ngày hôm nay để đảm bảo cho tất cả mọi người đều có quà như nhau, cũng như là nhận về những món quà của mình. Và xin được chào đón tất cả quý vị đến với Phát Đi Văn Phở. Rất là đông. Thank you.
Muốn nhận nhiều quà hơn, chúng ta vui lòng là chụp hình check-in với các khu vực của Chin Chu đã chuẩn bị. Sau đó, các bạn đăng ảnh của mình lên Facebook cá nhân với chế độ công khai kèm với hashtag Chin Chu, hashtag các tên ăn phở để có cơ hội nhận về cho mình rất nhiều những món quà. Nhiều quà nha mọi người, có thể đây được nhận quà. Chin Chu đã tặng quà trong ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin mời quý vị hãy cùng tới với các bạn của chúng tôi. Cả thành phố Nam Định. Vâng ạ, thông báo đến quý vị là quý vị chúng ta phải chụp hình nha mọi người ơi. Vâng ạ, chúng ta phải chụp hình với các gian hàng, với các khu vực trải nghiệm của Chin Chu, sau đó tỏ và khu vực nhân mới nhận được quà cho quý vị. Vâng ạ, quý vị là chúng ta chờ đợi hàng mà đến đây mà chưa chụp hình, và chúng tôi xin phép được mời quý vị chúng ta phải ra ngoài chụp hình để đúng theo yêu cầu mới nhận được quà nha quý vị. Tránh cái nơi mà chúng ta chờ đợi lâu đến nơi phải làm lại từ đầu thì rất là mệt phiền. Vì thế nên chúng tôi thông báo đến quý vị rằng chúng ta phải chụp hình check in tại gian hàng ở Chin Chu, sau đó chúng ta mới có thể được quà ngày hôm nay. Quý vị chúng ta sẽ thông báo đến quý vị. Vừa đi chơi, vừa được thưởng thức phở, vừa lại còn được nhận quà mang về, mà lại những món quà này còn miễn phí thì còn quá tuyệt vời đúng không ạ? Chính vì thế cho phép chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng tới với gian hàng của Chin Chu tham quan, chụp hình check in, nhận quà tặng. Và để có thể phục vụ quý vị một cách tốt nhất thì chúng tôi rất mong được là sự ủng hộ của quý vị bằng cách để quý vị chúng ta xếp hàng để ban tổ chức chúng tôi có thể phục vụ cũng như trao tặng những món quà đến quý vị một cách trọn vẹn nhất. Xin cảm ơn. Còn cái buổi trải nghiệm của mình tại Festival Phở năm nay sẽ phải dừng ở đây thôi. Mình chỉ có thể về để tiếp tục các công việc tiếp theo nhé. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ cố gắng trở về với Festival Phở tại làng Vân Cù. Mình là 3 năm đồng, 50 nhé. Xem vào dưới đấy Festival Phở như thế nào. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.